Xin chào tất cả các bạn. Mấy bữa nay thông tin các bạn mà xem nhiều nhất ở trên mạng, trên YouTube á, mình nghĩ chắc chắn là chỉ có xoay quanh qua đề tài thôi. Thứ nhất á, là các biến thể của Delta và Lambda nó đang hoành hành khắp thế giới ha. Cái chuyện này thì nó cũng diễn ra lâu lắm rồi, nhưng mà tự nhiên bây giờ nó đang tăng đột biến quá, cho nên Việt Nam mình cũng chết quá trời. Thì một số báo đăng những cái con số rất là kinh khủng ha. Một ngày thành phố Hồ Chí Minh mình cứ một tiếng có 10 người chết, có nghĩa là cứ một ngày mình sẽ có 240 người chết. Mà hiện tại á, là cái nơi mà hỏa táng á, cái công suất một ngày được có 200 người à, mà bây giờ tới 240 người chết lận, thì cái số liệu đó thiệt là có đúng hay không? Và cái thông tin chia sẻ nhiều người cũng đang quan tâm á, là nói về cái bà phó chủ tịch của tập đoàn Biotech liên kết với hãng Pfizer để làm cái vaccine Pfizer đó. Mọi người đang bàn về cái vấn đề á, là bà có đóng góp gì trong cái vaccine này, thì tất cả các báo đều nói bà có đóng góp rất là quan trọng. Nhưng mà thực tế các bạn đọc, các bạn vẫn chưa hình dung á, là cái vaccine mRNA á, thì cái bà Kathleen Corrico á, là bà có tham gia đóng góp cái phần nào trong cái việc sản xuất vaccine mà lại trở nên một cái yếu tố quan trọng như vậy ha. Báo chí tự nhiên bàn tán quá trời. Thì cũng như lần trước mình nói á, nếu như mà cái việc giải trình cái con virus SARS-CoV-2 này á, mà không có chứng minh là cái việc là Trung Quốc là nơi mà sản xuất ra cái con virus này á, tức là virus nhân tạo á, thì Trung Quốc á, xứng đáng được một cái vé là giải Nobel y học. Còn cái bà Kathleen Corrico á, là bà sẽ được lãnh giải Nobel về hóa học đó, với những cái công trình mà họ đưa ra như vậy. Một lát mình sẽ phân tích về hai vấn đề này. Còn một cái sự kiện á, mà cũng rất là hoành tráng nha các bạn, đó là sự kiện mà Mỹ và Anh rút quân khỏi Afghanistan á, rồi cái đám Taliban ở lại nó nổi lên nó cướp chính quyền á. Rồi các bạn coi video thấy mấy cái cảnh mà người dân Afghanistan mà đu kèn máy bay mà bay lên trời á, nhìn thấy thương luôn ha. Mấy người dân người ta sợ cái Taliban tới nỗi á, mà người ta thà mà đu kèn máy bay chết còn hơn là ở lại cái đất nước đó. Cái việc Mỹ mà rút quân khỏi Taliban á, nó cũng là một nỗi đau của người Mỹ. Thực ra Mỹ chẳng có cái lợi ích gì ở Afghanistan cả. Họ ở đó chỉ để họ duy trì hòa bình thôi. Họ muốn giúp cái người dân Afghanistan á, xây dựng được một cái chính phủ riêng để mà chống lại được cái đám Taliban. Thì họ ở Afghanistan 20 năm trời rồi mà vẫn không thể nào xây dựng được một cái chính phủ mà đủ cái khả năng mà chống lại cái tụi Taliban. Cái tụi này nó dữ quá. Tại vì tụi nó được hậu thuẫn bởi cái đám Hồi giáo ở nguyên một cái đám Trung Đông luôn. Syria, rồi Ả Rập, rồi Iran, Iraq gì nó tài trợ quá trời luôn. Nhưng mà mấu chốt á, cái sự bất ổn của cái khu Trung Đông này với lại sự tình ở Afghanistan á, tội lỗi này đều là do cái tụi Anh, tụi Pháp với tụi Nga, ba cái đứa đó mà nó làm nên cái sự bất ổn này. Cái ông thủ tướng Churchill á, của Anh á, ông đó là tội đồ khá là nặng luôn á. Mặc dầu ổng được bình chọn là người vĩ đại nhất thế kỷ 20 của người Anh đúng không? Nhưng mà thực tế rất nhiều người ghét ông đó. Bản thân người Anh cũng vậy, bạn sẽ hỏi nhiều người bạn sẽ biết. Không có ai thích ông Churchill hết đó. Ông đó là một người rất là hiếu chiến, mà ổng có những cái kiểu suy nghĩ nó rất là tàn ác. Thì cái sự mà náo loạn của cái khu Trung Đông ha, các cái nước Israel, Palestine, rồi Syria, Lebanon, Ả Rập, Dubai gì đó, mà nó bất ổn cho tới ngày nay ha, là hậu di chấn của những chính sách của Churchill với lại nước Pháp. Thời đó hai cái nước này nó gọi là đế quốc Anh, đế quốc Pháp với đế quốc Nga, mà tụi nó làm đủ trò xâu xé cái khu Trung Đông này ra. Có thể mai mốt mình sẽ nói một bài về cái câu chuyện xảy ra ở Trung Đông ha, cái nơi mà các đất nước Hồi giáo rất là hấp dẫn các bạn, vô cùng hấp dẫn luôn. Hồi giáo, Do Thái và Thiên Chúa giáo chiến với nhau, ba ba đạo cùng thờ có một một chúa thôi, nhưng mà chỉ khác nhau là người truyền truyền tin, chỉ có vậy thôi mà nó gây ra đủ thứ xích mích. Sau khi mình lên cái trang web của đại học John Hopkins á, mình check cái số liệu á, thì 14 ngày qua Việt Nam mình chết á, là gần 5.000 người. Thì nếu mà lấy cái số 5.000 người mà chia cho 14 á, thì có nghĩa là mỗi ngày mình chết cỡ 350 người. Cho nên cái số liệu mà báo các bạn đọc á, một ngày thành phố mà chết 240 người là đúng rồi đó. Nó không có sai đâu, không phải thông tin giả nha. Thì thực sự á, thành phố Hồ Chí Minh mình nói riêng và cả nước nói chung á, là đang bị một cái đợt gọi là biến động á, nó dẫn đến cái số người chết mà mất kiểm soát luôn, khá là nguy hiểm nha các bạn. Cho nên á, mọi người nên cẩn thận. Không, ai được chích vaccine thì chích vaccine.
đảm bảo an toàn là mình không bị chết. Tức là vaccine á, cái phần trăm hiệu suất á, là nó đảm bảo cho bạn là cái tỷ lệ khả năng các bạn bị nhiễm như thế nào so với người không bị nhiễm. Ví dụ như vaccine 70% có nghĩa là xác suất mà bạn bị nhiễm á, nó chỉ có 30 thôi, 70% là khả năng bạn không bị nhiễm. Nó là như vậy, cho dù nó thấp hay nó cao thì nó vẫn có một cái khả năng là đảm bảo cho bạn là không bị tử vong. Cái điều đó mới là quan trọng, tại vì cái số người nhiễm bây giờ nó nhiều lắm. Những cái biến thể Delta, Lambda nó vẫn có thể lây nhiễm cho mình mà. Nhưng mà nếu có vaccine á, thì mình không có bị chết. Kế tiếp á, có một cái trang web á, mình muốn giới thiệu với mọi người á. Nó là thông tin nó cập nhật á, rất là chính xác hàng ngày hàng giờ ở Mỹ luôn. Nó là cái trang alfred.info. Thì các bạn lên nó xong các bạn sẽ xem được thống kê rất là chi tiết bằng biểu đồ, bằng con số. Thậm chí các bạn có thể biết được tình hình của các cái biến thể như là Lambda hay là Delta đó, theo biểu đồ chết như thế nào. Bao nhiêu người chết vì con Lambda, con Delta, mình nhìn vô nó rất là trực quan. Ví dụ bây giờ mình lấy cái biểu đồ ha, biểu đồ về số người bị chết và mà theo biểu đồ từ thời năm 2019 cho tới hiện tại thời điểm bây giờ luôn. Khi các bạn nhìn vô một cái là các bạn hiểu được cái tình hình dịch nó như thế nào. Thì bây giờ các bạn nhìn nè, ví dụ Việt Nam mình đi, các bạn nhìn cái biểu đồ các bạn hết hồn không? Có nghĩa là nó nguyên một năm nó cứ ngang vậy nè. Thật ra khoảng thời gian đó Việt Nam mình kiểm soát dịch rất là tốt, chết khoảng đâu đó 200 người thôi, ngang 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 xong một cái lên thẳng vậy nè. Tức là bạn không phanh luôn, bạn đi một đường một lên luôn. Đang từ 200 một cái lên 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 6.000. Cái giai đoạn mà bị nhiều nhất là giai đoạn thành phố bị cách ly đó, F0 xuất hiện nhiều rồi bị chết nhiều. Mà thành phố và cả Việt Nam mình chích vaccine quá ít đi. Nếu mà hai liều thì mới có 1,4% dân số chích hai liều thôi. Trong khi mà chích một liều thì được mới có mười mười mấy phần trăm mà, ít lắm. Khoảng 15 triệu liều đã được chích tại Việt Nam mình, tổng số luôn, quá ít so với dân số. Cho nên cái số người mà bị tử vong rất rất là nhiều luôn. Các bạn nhìn ha, bây giờ các bạn nhìn biểu đồ nè, các bạn sẽ thấy Mỹ nè, rồi Anh nè, Hàn Quốc nè, Nhật nè, Israel. Các bạn thấy cái biểu đồ nó không? Nó có tăng, nhưng mà nó tăng đều, đúng không? Có một khoảng thời gian nó sẽ ngang, nó kiểm soát được, xong rồi nó lại tăng lên, rồi nó lại lên, mà nó đều thôi. Tức là nó không có biến động, mọi thứ nó đang kiểm soát. Hiện tại Mỹ vẫn nhiễm nhiều nè, tại vì bên đó là Delta nó đang bùng phát. Rồi những cái người mà chưa chích vaccine á, thì họ vẫn ra đường luôn, họ không khẩu trang mà cũng không chích luôn. Rồi họ bị lây nhiễm, rồi về lây nhiễm cho con nít nữa. Cho nên bây giờ ở Mỹ á, Pfizer nó đang đề xuất á, là chích cho con nít á, là dưới 12 tuổi các bạn, tức là 5-6 tuổi chích luôn. Thì nó đang thử nghiệm thôi, chưa được duyệt. Hiện tại là Pfizer nó mới chích cho 12 tuổi đó, 12 tuổi mà một số bang thôi, chứ không phải bang nào cũng chích đâu nha. Còn Moderna thì vẫn là 18 tuổi trở lên. Lần trước có một bạn hỏi mình á, cái vaccine Pfizer với Moderna của Mỹ á, nó duyệt á, emergency chứ không phải là approve chính thức, thì nó có an toàn hay không? Rồi em thấy nếu vậy thì chẳng khác nào mình là chuột bạch. Thì các bạn nói như vậy thì theo cái cách các bạn suy nghĩ thì nó cũng hợp lý, nhưng mà nó chưa đúng thôi. Tại vì bây giờ các bạn hình dung nè, một cái vaccine á, mà từ khi nó hình thành tới khi nó phát triển như mỗi năm á, là các bạn phải mất rất là nhiều năm. Ví dụ được FDA của Mỹ mà approve á, là ít nhất các bạn phải test trong 8 tháng lần để coi nó có biến chứng hậu quả không. Mà bây giờ cái dịch nó đang xảy ra, số người chết thì nhiều, thì đương nhiên FDA nó phải duyệt khẩn cấp cho các bạn chích sớm trước rồi. Chứ mà đợi tới khi mà 1-2 năm nữa rồi chích rồi còn ý nghĩa gì nữa đâu. Đó là điều thứ nhất. Còn cái điều thứ hai á, cái yếu tố an toàn nó vẫn đảm bảo các bạn, nó vẫn trải qua những cái khâu kiểm tra. Ví dụ như Pfizer lần trước mình nói, các bạn nhớ không, 40 mấy ngàn người tham gia để kiểm tra lận mà, cho nên cái kiểm nghiệm lâm sàng của nó rất là đầy đủ. Còn cái thời gian nó kiểm tra thì nó rút ngắn lại đó, cho nên nó mới gọi là emergency. Chứ còn về mặt an toàn và hiệu quả là đều có hết. Còn nếu các bạn không tin á, thì các bạn nhìn nè, những cái người mà bị đè ra chích đầu tiên là ai? Thủ tướng, phó thủ tướng, tổng thống, phó tổng thống. Đó, tổng thống Mỹ cũng chích nè, thủ tướng Đức cũng chích nè, rồi Anh, Pháp, Đức, Ý, cứ ông nào mà lớn là lôi ra chích đầu tiên á, mà vừa chích mà vừa quay lên truyền hình nữa các bạn. Các bạn nghĩ những cái bộ đầu não lớn nhất của những cái đất nước lớn nhất như vậy mà họ đi chích vaccine trong cái tình thế emergency, thì các bạn nghĩ, bạn đánh giá thử coi cái vaccine đó nó có ổn không? Nếu mà nó không ổn làm sao mà chích được? Thì sắp tới chỉ khoảng vài tháng nữa thôi thì Pfizer chắc chắn sẽ được approve đầu tiên luôn
ở Mỹ và trên thế giới này luôn. Tại vì Mỹ nó muốn là approve cho Pfizer để cho 50% những người Mỹ còn lại họ có niềm tin họ đi chích vaccine. Tại vì hiện tại họ vẫn còn nghi ngại. Còn Moderna thì cũng sẽ được approve thôi, nhưng mà chắc chắn là phải năm sau lần. Thì trong cái tài liệu của CDC nó còn một cái câu hỏi người ta hỏi CDC là CDC là Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh của Mỹ. Hiện tại cái việc chích vaccine ở Mỹ là do cái trung tâm này nó triển khai nha. Thì mới hỏi á, cái vaccine á, mà Moderna với Pfizer á, là emergency, nếu mà như vậy á, thì nó liệu nó có an toàn cho tôi không? Tôi cảm thấy bất an lắm. Thì CDC nó trả lời đơn giản thôi. Thì cho dù nó ở cái tình huống nào đi chăng nữa, emergency, thì chúng tôi cũng phải kiểm tra rất là đầy đủ. Những cái tiến trình đều đầy đủ hết. Có thể là nó sẽ bị thiếu đi một vài cái kiểm tra gắt gao hơn, nhưng mà nó vẫn đảm bảo cái yếu tố an toàn và hiệu quả. Nhưng mà mấu chốt cái câu này họ nói mới hay nè. Các chuyên gia, các nhà khoa học của chúng tôi kiểm nghiệm cái thuốc Pfizer và Moderna, họ không chỉ kiểm nghiệm cho bạn mà họ còn kiểm nghiệm cho vợ, cho con, cho bạn, cho bè, anh em, ba mẹ của họ nữa. Những người đó cũng chích cái loại vaccine mà do chính họ kiểm nghiệm luôn. Cho nên bạn hãy an tâm là nó phải đủ an toàn và hiệu quả thì mới được triển khai để chích. Thì mình phân tích cho các bạn, khi mà cái vaccine nó được approve thì nó sẽ khác với lại cái emergency. Emergency nó sẽ dùng cái từ là authorized emergency, còn approve là chính thức chấp nhận luôn. Tất cả những cái thuốc nào mà được approve, được chính thức dùng ở Mỹ là nó sẽ approve bởi FDA. Thì hiện tại vaccine, ví dụ trong cái tình huống emergency, thì tất cả bác sĩ, giả sử bác sĩ mà chích cho bệnh nhân đây ha, thì họ phải chích theo cái hướng dẫn của FDA hoặc là CDC. Ví dụ họ nói rằng bạn phải chích hai mũi, mũi thứ hai Pfizer là cách mũi thứ nhất 21 ngày, còn mũi thứ hai của Moderna là cách 28 ngày, rồi maximum 42 ngày, là bạn phải làm đúng như vậy. Cho dù bạn là bác sĩ ha, bạn giỏi lắm, bạn có thể nghiên cứu, bạn thấy ủa cái ông này á, ông đâu cần mũi hai ta, hay là cái ông này chắc phải thêm mũi ba nè, nhưng mà bạn cũng không được làm sai nha. Tại vì cái tình huống hiện tại đang là emergency, bắt buộc bạn phải nhắm mắt và bạn làm theo đúng cái quy trình như vậy. Đây là một cái quy trình an toàn chung cho tất cả mọi người đã được chứng nhận. Nhưng một khi mà FDA mà nó đã approve cái vaccine này rồi á, thì điều đó có nghĩa là á, bác sĩ á, họ được quyền cân nhắc cái việc á, với bệnh nhân này ok tôi chích một mũi thôi, tại vì người của anh đủ kháng thể rồi. Còn với bệnh nhân khác á, anh phải thêm một mũi số 3 nữa, tại vì anh chích hai mũi mà kháng thể của anh thấp quá, thêm mũi số 3 nữa. Họ cũng có thể được quyền họ quyết định luôn cái số ngày chích giữa vaccine một, mũi số 1 và mũi số 2 như thế nào luôn. Các bạn thấy không, giữa cái việc được approve và không approve nó rất là khác nhau đúng không? Về bản chất á, thì emergency và approve đều là an toàn hiệu quả, các bạn đừng có lo lắng câu chuyện đó ha. Nếu mà có chết thì ông Trump cũng chết trước, mình chưa có chết nữa. Hiện tại á, có rất là nhiều người F0 bị trở bệnh mà chết rất là nhanh á. Các bạn biết lý do tại sao không? Cái đó là do họ bị cái tình trạng gọi là bội nhiễm. Cái từ bội nhiễm các bạn có thể là nghe nhiều từ trước đến giờ rồi, nhưng mà mình giải thích lại một lần trong cái SARS-CoV-2 này. Bội nhiễm ở đây á, là khi các bạn bị nhiễm con virus SARS-CoV rồi, nó vô trong phổi của các bạn đúng không? Nó làm cho hệ miễn dịch của bạn á, nó phản ứng thái quá. Tức là nó sẽ đánh cái con virus SARS-CoV này mà nó đánh không được. Thành ra nó đánh tầm bậy là nó đánh lủng cái phổi của bạn hết. Thì dẫn tới hai tình huống. Cái tình huống thứ nhất á, là bạn sẽ bị tràn cái dịch phổi và bạn thở không được nữa. Tại vì oxy nó đi vô là nó tuốt lốt hết, nó không có đi vô trong máu của các bạn được nữa. Thì lúc đó bác sĩ sẽ cho bạn thở bằng máy ha, thở thở oxy bằng máy. Thì cái tình trạng đó thì coi như các bạn vẫn còn hy vọng đi, các bạn nuôi hy vọng các bạn có thể vượt qua được. Vẫn có nhiều người vượt qua được cho dù sau đó là mình gặp rất nhiều nhiều vấn đề về phổi. Nhưng mà cái vấn đề thứ hai ở đây á, khi mà cơ thể của các bạn á, tự đánh lủng phổi của mình á, thì nó dẫn tới cái hiện tượng gọi là nhiễm trùng. Nó giống như là cái tay của các bạn, là các bạn lấy dao các bạn rạch cho nó chảy máu ra đúng không, thì vi khuẩn ở môi trường xung quanh nó sẽ buông tới đây, nó làm nhiễm trùng. Nếu như các bạn không che chắn lại hoặc là không xức thuốc đại khái, vết thương mà lớn á, thì nó sẽ nhiễm trùng. Nhiễm trùng là có thể dẫn đến chết. Thì cái phổi của bạn cũng vậy, nó bị lủng là bây giờ là nó bị lủng về mặt vật lý, là tổn thương vật lý cho cái hệ miễn dịch của mình, nó làm lủng luôn, không phải do con SARS-CoV. Thì hiện tại khi các bạn hít những cái không khí bên ngoài vô, nó sẽ có vi trùng, vi khuẩn á, nó sẽ chui vô trong rồi nó làm nhiễm trùng luôn cái phổi của mình. Thì nó dẫn tới hiện tượng á, là bạn bị viêm phổi luôn. Người ta gọi là bội nhiễm, có nghĩa là vừa bị virus mà vừa bị vi trùng, vi khuẩn nữa. Mà hai cái đó là đỡ không được. Các bạn biết những cái người mà rơi vào cái tình trạng đó,
97% ở Mỹ là không chích vaccine. Khi bạn không chích vaccine á, cơ thể của bạn hoàn toàn là bị động với lại con virus SARS-CoV luôn. Cho nên là nó vô nó quýnh cơ thể của mình là tanh bành luôn. Cho nên á, cái tình hình hiện nay á, nước Mỹ á, họ nâng cái mức mà dự định chích vaccine của họ không phải là 70% nữa. Họ nâng lên có thể là 90% chích vaccine luôn. Họ hạ luôn cái độ tuổi xuống con nít 5-6 tuổi chích luôn. Bây giờ họ muốn là kiểm soát hoàn toàn dịch bệnh, đảm bảo tất cả mọi người phải chích, già trẻ bé lớn chích hết, thậm chí chuẩn bị chích cho mũi số 3 luôn để cho an toàn. Thì nếu sau này mà Pfizer được approve chính thức á, thì cái mũi số 3 á, thì mình nghĩ nó không phải là cái mũi bắt buộc, mà cái mũi nó sẽ phụ thuộc vô mỗi người. Tại vì có những người thực sự hai mũi là đã đủ tạo kháng thể rồi, nhưng mà có những người nó sẽ không tạo đủ thì sẽ phê thêm một cái mũi số 3 nữa. Bởi vì ở Mỹ á, họ vẫn không có cách ly như như Việt Nam mình, mà họ vẫn đi ra đường, vẫn làm việc bình thường. Cho nên á, mà cái dịch cái con Delta thì người ta sợ cái vấn đề nó như thế này. Cái người cha đi ra ngoài xong, người cha đã chích vaccine rồi nhưng mà ổng ra ngoài ổng vẫn có thể bị nhiễm con Delta. Bản thân của ổng có chích vaccine hai mũi rồi thì ổng không có bị trở bệnh, hoặc là ổng nhiễm bệnh nhưng mà nhiễm nhẹ và ổng sẽ tự hết. Còn hai là ổng có nhiễm con đó mà không biểu hiện luôn, tại vì cơ thể của ổng lành luôn. Nhưng mà vấn đề khi ổng về gia đình thì ổng lại chính là cái người mà lây cho đứa con, rồi lây cho bà vợ, lây cho người hàng xóm, lây cho những người mà chưa có vaccine. Mà con nít hiện nay ở Mỹ là khoảng 50 triệu đứa con nít nha, đâu có vaccine đâu. Thì nó đang là những cái thành phần yếu nhất trong xã hội Mỹ hiện nay, cho nên Mỹ bắt buộc á, là phải tiêm vaccine cho con nít luôn. Thì bây giờ rất là khó, bây giờ tiêm cho con nít á, thì phải tiêm cho nó cái liều bao nhiêu đây, đâu thể tiêm như liều người lớn được đúng không, mà còn chưa có cái trải nghiệm thử nghiệm nữa. Mà khó khăn nhất á, là bạn thử nghiệm trên con nít á, là nó rất là căng thẳng các bạn. Còn cái phát minh của bà Catalin thì nó như thế này các bạn nhớ cái vaccine mRNA á, nó không có chích vô cơ thể của mình cái thứ gì về vật chất hết, nó chỉ chích vô cơ thể mình một cái đoạn code mRNA, thì nó chứa những cái thông tin tiêm vô cơ thể mình, nó sẽ hướng dẫn cơ thể mình tạo ra cái protein gai kích thích cái cơ thể mình tạo ra kháng thể đó, nó chỉ vậy thôi. Thì cái vấn đề đặt ra ở đây á, cái RNA á, mà đi vô cơ thể của con người mình, nó sẽ dẫn tới vấn đề á, là cơ thể sẽ phản ứng. Thì hồi năm 1966 á, người ta đã thử một lần rồi, chích cái RNA vô cơ thể con người, chích vô xong cái lăn ra chết luôn. Là kể từ năm 1966 cho tới sau này luôn, không còn ai nhắc tới cái việc sử dụng mRNA hay là RNA mà để chữa bệnh hay là làm vaccine nữa. Tại vì á, người ta vẫn chưa tìm được cái cách nào á, mà làm cho cơ thể nó đừng phản ứng. Chứ thực sự á, là DNA, RNA, protein, ha, ba bộ, thì cái RNA người ta đã tìm ra lâu lắm rồi. Năm 1962, ông tiến sĩ người Mỹ, ông đã tìm ra được cái hình thức của DNA, RNA luôn. Ông mô phỏng nó ra luôn rồi. Thì ông đoạt luôn cái giải Nobel năm 1962 đó. Thì kể từ cái thời điểm đó về sau, là tất cả những cái công trình nghiên cứu về y học, hóa học đó là đều liên quan tới DNA, RNA, rồi protein. Đó. Nhưng mà chưa có một cái cú hích nào hết, tại vì mọi người đều bị giới hạn lại cái việc là chỉnh sửa RNA, cho nên tất cả công trình đều chỉ có đánh là đánh vô DNA thôi. Thì sau này á, bắt đầu khoảng từ năm 2000 trở đi, các bạn sẽ thấy rất nhiều những cái công ty về y học sinh học ở Mỹ nó mọc như là nấm mùa thu vậy đó. Các bạn nhớ thế giới trong khoảng năm từ 2000 về sau á, nó nổ ra một những cái công trình liên quan tới tế bào gốc á. Thì những cái công trình này á, nó cần phải bạn nghiên cứu về RNA và DNA rất là nhiều luôn. Mà ở Mỹ FDA á, là họ rất là sợ những cái nghiên cứu mà liên quan tới tế bào gốc, tại vì nó có khả năng diễn đến đột biến và gây ra những cái sự quái dị. Ví dụ như hồi xưa có một cái bà mà bà cấy ghép tế bào gốc lên mặt, xong rồi tự nhiên bà mọc luôn cái răng ngay con mắt nữa. Cho nên kể từ thời điểm đó là FDA của Mỹ họ siết rất là chặt, cho nên họ nghiêm cấm tất cả những cái công ty nào mà nghiên cứu liên quan tới tế bào gốc nha. Thì tế bào gốc á, người ta nghiên cứu mục đích đó là để chữa bệnh ung thư đó, mục đích là vậy, rồi để cải tử hoàn đồng, làm trẻ người ra, không trẻ da ra, làm trẻ trái tim lại, đại khái là vậy. Nhưng mà cái công nghệ đó người ta vẫn chưa nắm chắc được cái sự rủi ro của nó. Lỡ bây giờ nó mọc thêm một cái răng trong trái tim, nếu bạn sử dụng tế bào gốc để bạn chữa bệnh tim đi thì sao, đúng không? Cho nên á, những cái phòng nghiên cứu nó được thành lập như kiểu thằng Moderna hay là thằng BioNTech á, mục đích rất là nhiều ha, mục đích á, là để nghiên cứu tế bào gốc, nhưng mà được trá hình với cái việc là nghiên cứu DNA, RNA. Tại vì nếu bạn nói nghiên cứu tế bào gốc là chắc chắn FDA của Mỹ là nó không duyệt rồi đó, không cho bạn làm những cái công việc như vậy.
Cho nên hàng trăm hàng ngàn những cái công ty công nghệ nghiên cứu về DNA này họ thành lập ra, họ chẳng làm việc gì hết đó. Ừ. Ví dụ như Moderna đi, nó thành lập năm 2013, cái cũng nghiên cứu về RNA, DNA, mà từ 2013 cho tới 2020 họ không có bất cứ một cái công trình gì hết, không có một loại thuốc nào hết, không có một cái nghiên cứu nào hết và không có một cái vaccine nào hết. Tức là gần như họ tồn tại giống như là chỉ ngồi trong phòng cứ bấm 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 rồi nghiên cứu rồi làm mà không biết làm gì hết trơn á. Thực ra những cái công ty đó họ nghiên cứu rất là nhiều thứ cho những hãng khác là chính, chứ không phải là cho bản thân họ nữa. Thì trong một cái dịp tình cờ thì cái bà Catalin bà mới gặp được cái người đồng nghiệp của bà là cái ông Westman. Bà nói cho ông một cái ý tưởng là mình có thể cách nào đó mình modify lại cái RNA để cho nó có thể chích vào cơ thể mình mà không gây ra những cái phản ứng như vậy. Xong bà đưa ra những cái hướng xử lý, thì cái ông này cũng thấy hay quá, ông mới đầu tư tiền vô cho bà để nghiên cứu tiếp. Khi hai người này đưa cái công trình nghiên cứu của họ cho một cái ông tên là Derek Rossi, ông này là một cái chuyên gia nghiên cứu về tế bào gốc luôn. Ông nhìn vô cái công trình một cái là ông nhìn thấy tương lai ngay trước mắt luôn. Thì cái công trình này á, nó sẽ được sử dụng để chữa bệnh ung thư, sẽ được sử dụng để phát triển cái công nghệ trong tế bào gốc mà ông đang nghiên cứu luôn. Lập tức là ông kêu gọi vốn đầu tư thành lập nên cái hãng Moderna bây giờ đó, cái hãng mà sau này sẽ làm vaccine Moderna đó các bạn. Còn năm 2013 vừa thành lập xong, AstraZeneca của Đại học Oxford nhìn vô thấy cái công trình này hết hồn liền. AstraZeneca bay trực tiếp qua bên Mỹ luôn, đập lên bàn đàm phán 240 triệu đô đầu tư cho Moderna nghiên cứu về mRNA để chữa bệnh ung thư chứ không phải làm vaccine nha. Thời điểm đó mọi nghiên cứu là đều đổ vào làm thuốc chữa ung thư hết, với lại thuốc chữa bệnh tim. Tại vì người Mỹ bị bệnh tim rất là nhiều, không ai nghĩ đến việc làm vaccine hết trơn á. Còn biotech á, khi mà họ nghe được cái thông tin phong phanh á, là cái bà Catalin này á, có thể làm được câu chuyện này á, thì lập tức là tuyển bả vô công ty biotech luôn, cho làm chuyên viên về mRNA. Sau này bả là trở thành phó chủ tịch luôn. Nhờ cái sự sáng suốt của hai cái công ty chính nha. Còn cái nhà đầu tư mà đầu tư cho Moderna với lại biotech á, là vô cùng nhiều luôn các bạn. Đẩy hai cái công ty từ vài chục triệu đô mà trở thành công ty vài chục tỷ đô. Đó là chỉ một cú hích nhẹ nhàng của một cái đại dịch thôi, làm vaccine thôi, siêu lợi nhuận luôn. Ngay cả chính phủ Mỹ cũng đầu tư tới 24% cổ phiếu ở trong thằng Moderna. Cái đoạn RNA á, mà sau khi các bạn chuyển từ DNA thành RNA, thì cái RNA này trước khi mà tiêm vô cơ thể á, bạn sẽ làm một cái đoạn modify, bạn phải chỉnh lại cái đoạn đầu và cái đoạn đuôi. Thì mục đích chỉnh hai cái đoạn này á, là một đoạn là đảm bảo rằng cái RNA khi mà chích vô cơ thể á, nó sẽ không bị hư, tức là cơ thể mình không có giết nó. Còn cái đoạn thứ hai á, là bạn chỉnh lại để đảm bảo á, là làm cho cái hệ miễn dịch của cơ thể mình không phản ứng thái quá với nó. Trong suốt cái khoảng năm từ 2013 cho đến 2018 thì hai cái người này nè, là ông Westman và cái bà Catalin á, họ lại tạo ra thêm một cái công trình thứ hai nữa, đó gọi là cái hạt lipo nanoparticle. Đó là cái hoạt chất chemical các bạn, nó sẽ đóng gói cái hàng AMA vô. Tức là bạn chích vô cơ thể của bạn không phải là AMA nữa, mà nó sẽ có một cái hợp chất nó bao quanh cái AMA, đảm bảo rằng khi mà nó chui vô cơ thể của mình á, nó sẽ làm cho cơ thể của mình làm lơ hết tất cả luôn, và nó sẽ đâm vô trong cái tế bào, nhả cái AMA vô trong và tạo ra protein gai một cách nhẹ nhàng mà cơ thể không hề biết, không hề phản ứng luôn. Hai cái phát minh này á, của bà Catalin với lại ông Westman á, là cực kỳ quan trọng đối với nền y học luôn. Tại vì nó giải quyết không phải vấn đề vaccine nữa, mà bây giờ các bạn sẽ thấy sau cái đại dịch này sẽ rất rất là nhiều những công ty luôn tham gia vào cái việc sản xuất ra vaccine chữa bệnh ung thư. Mà thực tế á, là đã có nhiều cái vaccine mà chữa bệnh ung thư rồi. Thằng Pfizer là nó nghiên cứu bắt đầu từ năm 2010 rồi, nó cũng bị đứng ở cái giai đoạn á, là làm sao mà tiêm vô người được nè, nó bị đứng ở giai đoạn đó luôn. Thường trước đó để mà tiêm được cái đoạn mRNA vô á, thì các hãng họ phải đi rất là lòng vòng, sử dụng những cái con virus bất hoạt, rồi gắn cái đoạn di truyền, gen di truyền vô rồi bơm vô, thì nó gây ra rất là nhiều cái tác dụng phụ luôn. Còn bây giờ khi mà bạn có thể trực tiếp tiêm đúng một cái đoạn mã code vô trong người luôn, để mà nó sản sinh ra những cái protein cần thiết cho cái việc chữa bệnh, nó sẽ mở ra một bước ngoặt công nghệ mới luôn còn gì nữa. Khi các bạn có một khối u trong người đúng không? Bây giờ các bạn chỉ cần tìm ra một cái đoạn gen mà nó sẽ tạo ra cái protein,
mà cái protein đó nó sẽ đánh được cái khối u này. Thì có nghĩa các bạn chỉ tiêm vô thôi là cái khối u nó tự tan luôn, tức là chỉ cho cơ thể mình chữa lành lại mỗi vết thương, chứ không phải là như bây giờ chúng ta đang xài là xạ trị, hóa trị, những cái thứ mà thường mà làm con người ta chết trước khi chết vì bệnh ung thư không à. Người ta chết trên giường xạ trị, chết trên giường hóa trị không à, đúng không? Chết còn nhiều hơn là chết vì bệnh nữa các bạn. Như vậy là các bạn đã biết được cái đóng góp của bà Catalin ở trong cái công nghệ mRNA là như thế nào rồi ha. Cho nên để mà tạo ra một cái công trình để đời của mình, nó không phải là một sớm một chiều. Thì ví dụ như bà Catalin đi, thì bà nghiên cứu từ năm 1980 rồi, thì tới bây giờ là tới 40 năm luôn thì mới đạt được thành tựu. Cho nên cái giải Nobel lần trước mình đã nói với bạn rồi, giải Nobel là giải thành tựu chứ không phải là giải cho 1 năm hoặc 2 năm đó. Thì với những cái công trình này của bà thì bà sẽ nghiêng về việc là được cái giải Nobel hóa học hơn. Tại vì những cái tác động của bà vô cái việc mà thay đổi mRNA rồi đóng gói mRNA lại á, là do cách sử dụng những cái biochemical với lại những cái chemical để mà tác động tạo ra cái điều đó. Cho nên nó nghiêng về hướng là giải Nobel hóa học hơn. Còn cái việc mà giải trình gen của các bác sĩ ở Vũ Hán á, thì họ sẽ là giải Nobel y học thôi, chắc chắn rồi. Tại vì để giải trình một cái đoạn gen của một con virus á, nó không phải là các bạn tính theo thời gian và tiền bạc từ mấy trăm triệu đô cả tỷ đô mà chưa chắc các bạn có thể tìm ra được cái giải trình gen của cái con virus đó. Các bạn nhớ lại nè, con virus SARS-CoV-1, tức là con đại dịch SARS năm 2002 đó, thì từ 2002 cho tới bây giờ là được 20 năm rồi mà mình vẫn chưa giải trình được cái con virus đó nha. Rồi cái đại dịch MERS-CoV, tức là cái đại dịch suy hô hấp của Trung Đông đó, năm 2013 cho tới bây giờ luôn vẫn chưa giải trình được cái gen của con virus đó luôn. Cho nên ở cái thời điểm mà đại dịch năm 2002 đó, rất nhiều những cái công ty họ đầu tư nhiều tiền vô mà cuối cùng họ thất bại hết, là tại vì không làm ra được vaccine mà bỏ tiền vô nghiên cứu rất nhiều, và cuối cùng luôn cái đại dịch đó tự kết thúc luôn. Cho nên á, tới cái đại dịch SARS-CoV-2 á, nhiều hãng cũng rất là chần chừ trong cái việc á, đầu tư nghiên cứu mạnh và tìm vaccine. Các bạn nhớ cái quy trình sản xuất mRNA lần trước mình nói ở video trước á, là nó có sự chuẩn hóa. Có nghĩa là nếu các bạn đã nghiên cứu, các bạn làm ra được hết cái quy trình từ A đến Z rồi ha, thì cái quy trình đó các bạn sẽ làm lại cho bất cứ một cái loại vaccine virus nào, bất cứ loại nào luôn. Bạn không cần phải làm lại cái quy trình đó, bạn chỉ cần tìm ra được cái đoạn mã gen thôi. Cái đoạn đó là cái đoạn quan trọng nhất, tức là giải trình ra cái gen. Cho nên cái việc Vinh đó, nó đầu tư vô công nghệ để mà sản xuất cái vaccine Arturus đó, là nó tính đường dài đó các bạn. À, có thể là vaccine này thắng thua không quan trọng, nhưng mà trong tương lai họ có thể sử dụng cái hệ thống sản xuất vaccine này để sản xuất thuốc chữa bệnh ung thư. Thì những cái thứ đó nó sẽ sinh ra tiền rất là nhiều, hoặc là ít nhất á, nó cũng nắm được cổ phiếu của Astro, biết đâu được sau này nó giống một Moderna thứ hai thì sao, đúng không? Còn nếu mà fail thì thôi, chẳng có vấn đề gì cả các bạn. Ngay cả chính phủ Sinh cũng đầu tư 200 triệu đô la cho hàng Astro mà. Rồi, cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi kênh YouTube của mình nha. Hẹn gặp lại tất cả các bạn trong video clip lần sau.